hai tính có cạnh ABC rồi thì tính tính diện tích đi, xong rồi tính diện tích rồi mới suy ra được cái đó. Tính trời làm lẹ lên bà bác ơi. Đó, bóc phần có cái viên hạt trân châu không bóc cũng xong đó. 1/2 A B nhưng cho C, cái nào của bạn thì bạn ăn nhiều, còn mấy cái kia của hay bỏ đều luôn hết đi. Ừ, số 1 ăn nhiều hơn ít. Chút còn mang về nó chứ múc hết là không còn á nha. Thôi chứ có mang về không? Con không mang về đó thôi. Con rồi vậy có mang chân châu hả? Mang trà sữa không à? Rồi bây giờ số bông uống nhiều thì uống chân châu mỗi ly 2 muỗng rồi đó, này còn không đủ. Bây giờ em muốn đi cho nhiều. Chia đều khi vỡ mỗi người nửa muỗng nữa. Con được. Nửa muỗng nữa. Thôi không có đủ. Vậy đếm hạt đi rồi bỏ vô. Trời ơi, tới giờ khùng rồi đó. Cái ly nào của Bảo Ngọc à? Cái ly ở giữa hết. Thôi ta bỏ đổ lại đếm đếm hạt đi. Nay là ông bị khùng á.